có rất nhiều bạn ở đây không biết đến cái tên là công ty Hashtag, nhưng chắc hẳn là các bạn sẽ biết đến cái tên lớn trong ngành công nghệ như là Google hay là Pop. Thì những cái tên mình vừa kể ra đều là khách hàng của Hashtag cả. Ở Việt Nam thì Hashtag còn là một công ty có sức ảnh hưởng rất là lớn, chuyên cung cấp những giải pháp công nghệ tiên tiến cho nhiều dự án quy mô lớn trên toàn cầu. Và nếu các bạn có cơ hội được làm việc ở Hashtag thì các bạn không chỉ được thể hiện cái đam mê công nghệ công ty của mình, được tham gia vào những dự án lớn mang tính toàn cầu, mà các bạn còn được trải nghiệm trong một môi trường làm việc quốc tế rất là đáng mơ ước. Vậy thì Hashtag là một công ty công nghệ như thế nào và môi trường làm việc tốt ra sao? Thì sau đây em xin được trân trọng kính mời anh Lê Ngọc Quyền, đại diện từ phía công ty công nghệ Hashtag, hãy lên số để chia sẻ cụ thể hơn với các bạn sinh viên ạ. Xin trân trọng kính mời anh. Tại sao như vậy, anh xin phép đứng sang bên này. Tại sao như vậy? Bởi vì việc đồng hành cùng sinh viên, đồng hành cùng không những là sinh viên của trường Thăng Long và sinh viên nói chung, để cùng nhau hỗ trợ sinh viên để chúng ta có được các cái lứa và các cái thế hệ sinh viên cũng như là kỹ sư Việt Nam ngày càng giỏi hơn, năng động hơn, vươn tầm quốc tế là một sứ mệnh của các doanh nghiệp, trong đó có Hashtag. Hôm nay trời rất là đẹp, ngồi thu trời rất là mát. Thì bản thân cá nhân em và Thành được tham gia vào buổi giao lưu hôm nay thì cảm thấy rất là ý nghĩa, là chẳng là một ý nghĩa rất là khó quên. Thì trong cái buổi hôm nay có gọn đâu đó mà chúng ta có khoảng 1 tiếng rưỡi. Thì trước khi bắt đầu vào chương trình thì cho phép anh xin là anh cho phép anh được hỏi các bạn sinh viên là các bạn kỳ vọng gì vào cái buổi ngày hôm nay. Có ai mạnh dạn đứng lên trả lời câu hỏi đầu tiên của anh? Có bạn nào giơ tay không? Anh nghĩ là tất cả chúng ta đến đây thì đâu đó thì hầu hết chúng ta đều là những sinh viên gần năm cuối hoặc là năm cuối. Lúc đó chúng ta trong khoảng thời gian cũng khoảng 1 năm hay là một vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ thực sự là cất cánh bước ra khỏi cuộc đời để học hành và bắt đầu công việc của mình. Thì ai cũng thế thôi, như bọn em ngày xưa thì cái băn khoăn nhất của anh lúc mà ở những cái năm cuối của đại học đấy là chúng tôi sẽ làm gì, chúng ta sẽ làm gì, đi đâu, chúng ta có thể trở thành người thành công hay không, và có công thức nào giúp chúng ta trở thành thành công không, có câu thần chú nào những kiểu người ơi mở ra để chúng ta mở cánh cửa tới thành công của chúng ta không. Thì cuộc sống rất là công bằng, từ lúc chúng ta tốt nghiệp đại học thì đâu đó mỗi người chúng ta sẽ có cỡ khoảng 20 năm để đi tìm kiếm thành công của mình. Trong lúc chúng ta còn rất nhiều sức khỏe, niềm đam mê, chưa bị quá bận bịu với những việc khác. Đấy thì trong buổi hôm nay thì bọn anh sẽ giúp bọn em đâu đó trả lời câu trả lời là chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình tìm kiếm câu trả lời cho chính mình như thế này. Cái việc định hướng chúng ta sẽ làm gì? Bởi vì chúng ta đều chỉ có bằng nhau, không bằng nhau thì cũng bằng thời gian. Như vậy thì việc chúng ta làm gì, chúng ta sẽ đi về đâu, thì cái việc định hướng ngay khi mà chúng ta còn thời gian, còn đang ở ngồi trên giảng đường đại học thì rất là quan trọng. Ai sẽ là người quyết định việc đó? Thực tế là chính bản thân bọn em sẽ là người quyết định cái việc bọn em sẽ đi về đó, đi theo đường nào. Các thầy cô hay là doanh nghiệp giống như bọn em thì chỉ có thể giúp
bọn em cung cấp cho em rất nhiều thông tin, rất nhiều thông tin về những cái gì đang diễn ra ở ngoài kia, và bọn em sẽ là người đi tìm câu trả lời cho chính mình. Thì buổi chia sẻ hôm nay thì cũng trong một tiếng rưỡi thì sẽ gồm có khoảng 3 phần. Phần đầu tiên thì bọn anh sẽ giới thiệu một chút về công ty, và đặc biệt là anh Thành. Anh Thành cũng có rất nhiều cái chia sẻ trên đài truyền hình rồi, trên VTV4, thì sẽ chia sẻ cho bọn em những cái định hướng, những cái xu hướng và những cái điều khá là lý thú nhưng mà thực tế của ngành công nghệ thông tin chúng ta đang như thế nào. Sau đó thì anh sẽ chia sẻ với bọn em các cái cơ hội nghề nghiệp và đang có ở công ty bọn em là công ty NASA. Và một phần lớn khoảng thời gian thì anh muốn là dành cho bọn em. Mỗi người chúng ta đến đây sẽ đều mang một cái bản phát nào đó, có một câu hỏi nào đó. Thì bọn em cứ thoải mái hỏi, kể cả trong lúc mà bọn em đang chỉ cần những lai. Nếu mà bọn em chơi thì có một câu hỏi ở đấy, bọn em cứ hỏi rất là thoải. Và bọn em cũng sẽ đề cập đến các cái vấn đề, ví dụ như là làm sao để bọn em có thể bắt đầu một cái gì đó, ví dụ như là làm sao để tạo được ấn tượng với những nhà tuyển dụng. Đấy, khi đi làm thì các nhà tuyển dụng tìm kiếm điều gì ở một bạn sinh viên mới ra trường. Đấy là những cái nội dung mà trong buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay. Trước tiên thì anh xin nói một chút về công ty Nasdaq. Thì công ty Nasdaq thành lập đến bây giờ là được 18 năm, từ năm 2000. Đầu tiên thì là công ty Nasdaq tiền thân và có tên là Nasdaq, thì sau đó đến năm 2016 thì đổi tên thành công ty Nasdaq. Hiện tại bây giờ thì công ty Nasdaq có khoảng gần 2.000 người, có khoảng 1.500 người thì ở thành phố Hồ Chí Minh, và ở ngoài này hiện tại có khoảng hơn 400 người. Thì công ty Nasdaq là công ty công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai ở Việt Nam. Khách hàng của Nasdaq thì là tại vì Nasdaq là list ở trên stock exchange của London. Thế nên cũng giống như là mình đi chợ thôi, đúng không? Mình đi vào siêu thị mình mua một rau, hoặc mình đi ra ngoài chợ mình mua một rau cũng không giải tiền. Thì Nasdaq đang đóng vai trò giống như là cái siêu thị. Thì thường khách hàng đến với cả Nasdaq là thường là khách hàng lớn, các tập đoàn tài chính ví dụ như là ngân hàng Barclays, những tập đoàn tài chính lớn ví dụ như là London Stock Exchange, trụ sở New York, BDC, Honda, NSK, cái tập đoàn industry rất là lớn. Thì tôn chỉ và cái philosophy của Nasdaq là gì? Cái tôn chỉ của philosophy của Nasdaq đấy là đồng hành cùng với cả đội ngũ cán bộ công nhân viên ở Việt Nam, và làm sao mình đưa được cái tên của Việt Nam có trên được bản đồ công nghệ. Đấy, thì trong suốt 18 năm thì Việt Nam ở công ty Nasdaq đã luôn thực hiện cái tôn chỉ của mình, tức là ngoài việc là mình làm business, công ty Nasdaq cũng tham gia rất nhiều các cái hoạt động để hỗ trợ và cùng với các công ty khác, ví dụ là cùng với FPT, EMA, CNC để tạo dựng cái industry cho Việt Nam. Thì điều đó là trong quá trình suốt 18 năm hoạt động thì Nasdaq gần như là năm nào cũng nhận được cái giải sao quê của chính phủ Việt Nam trao tặng. Thì đấy là một đôi chút rất là ngắn gọn thôi về công ty Nasdaq. Còn các bạn thì sẽ ai dùng YouTube không, thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn search thì Nasdaq có một cái channel ở trên YouTube, các bạn có thể đánh chữ Nasdaq và vào đó Nasdaq channel thì sẽ tìm hiểu được rất nhiều thứ từ cuộc sống của Nasdaq như thế nào, chế độ chính sách và những cái điều rất là quan lý đang diễn ra ở Nasdaq. Ok, thì đấy là một chút đôi lời về Nasdaq. Thì bây giờ anh xin được nhường lời lại cho ông Thành là phụ trách khối sản xuất của bên Giang Em, thì sẽ có một chút đôi lời chia sẻ về những cái gọi là soft impact, gọi là những cái điều dịch ra tiếng Việt là những điều không ngờ tới mà các bạn có thể chưa biết về thị trường công nghệ thông tin của Việt Nam.
và xu hướng của thị trường công nghệ thông tin của Việt Nam bây giờ đang như thế nào?